Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Pado Optical. Các bạn, mình đang in đồ cho khách hàng, nhân viên làm. Mình đang sử dụng với con máy Infung A3 Epson 1430W. Phải nói là từ ngày lúc mà mua cái máy Ricoh 830DN về thì mình ít có sử dụng cái con 1430 này lắm. Tại thứ nhất là cái độ tốc độ xử lý cái công việc nó rất là chậm, nó không có giống như cái kia, tại cái này nó là in phun, do đó là nó sẽ phun qua phun lại rất là lâu. Còn cái con kia là cái con 830DN, đó là cái con in laser màu, thì nó in, nó xử lý cái công việc cho mình rất là nhiều, rất là nhanh. Các bạn thấy là đó, khi mà in như thế này á, thì nó ra rất là chậm, nó ra càng nhích càng nhích càng nhích càng nhích. Nói chung là in khoảng 20 tờ thì phải chờ rất là lâu. Thì lúc đầu á, lúc đầu mới mở tiệm photo, các bạn đang có ý định mới mở một tiệm photo, các bạn chưa có kinh phí nhiều, thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng con A3, Infung A3 và cái dòng cỡ 1430WDN này thì nó đã hiệu quả rồi. Tại vì đối với khi các bạn đầu tư thì mình nghĩ các bạn nên đầu tư luôn cái A3. Tại vì khi mà các bạn có khách in A3 rồi thì chúng ta sẽ lấy cái con này chúng ta in luôn, tại nó là in A3 rồi thì mình sẽ không cần phải đầu tư thêm một lần nữa. Còn nếu mà các bạn mà tiết tiền, các bạn không dám đầu tư A3 và các bạn đầu tư A4, đầu tư về máy A4 thì nó sẽ khi mà có khách hàng mà in A3 thì các bạn sau này các bạn phải đầu tư thêm một cái con này nữa, thì nó sẽ rất là bất tiện chúng ta là đầu tư hai lần. Thà lúc đầu các bạn ráng thêm khoảng 50% nữa, ví dụ như cái con máy Epson A4 thì nó khoảng nằm tầm giá khoảng 5 triệu, thì bây giờ các bạn ráng thêm 5 triệu nữa các bạn mua con A3 luôn thì nó tầm khoảng 10 triệu. Chứ còn nếu mà các bạn mua A4 rồi sau này các bạn đầu tư thêm A3 nữa thì nó thành đội vốn lên thành 15 triệu. Đó là các bạn nên, mình nghĩ là khi mà các bạn đã có nghĩ một cái hướng về mở tiệm photo và in màu thì các bạn nên sử dụng cái con máy A3 này. Thì tại cái dòng mà dòng in phun của dòng Epson thì in máy in rất là đẹp. Và hồi đó giờ mình từ lúc mở tiệm giờ thì mình hay sử dụng cái dòng A4 và dòng A3 ha. Thì mình thấy nó in rất là ok. Và A3 nếu mà các bạn đầu tư thì các bạn nên đầu tư chứ không một lần thôi, A3 thôi là mình thấy nó đã hiệu quả rồi. Tại vì mình mới đầu thì số lượng khách nó không có nhiều, nên là mình nghĩ là ở với bất cứ mức độ như thế này thì mình đầu tư được và nó giải quyết đi công việc cho mình. Khi sử dụng cái con máy 1430 này nè thì mình thấy nó cũng rất là bền, phải nói là những cái dòng này rất là bền. Cái đầu phun cũng rất là tốt. Tại vì khi các bạn biết không, từ ngày mình mua con máy 830DN về là hầu như gần 6 tháng là mình chỉ có bật máy lên để đó, rồi xong cái bật máy lên chút rồi tắt, và mình trong 6 tháng mình cũng không có in, mình rất là ít sử dụng, lâu lâu lắm mình mới sử dụng con này. Tuy nhiên là cái đầu phun của nó sau khi mình mở lên thì mình li có 1-2 lần thôi là nó vẫn còn tốt. Mà những cái lúc trước á, chưa có mua máy về, đây là cái máy chủ lực để in cho tiệm của mình. Tại vì mình chỉ có một cái máy A4 và một máy A3. Tuy nhiên là cái máy A4 kia thì mình ít sử dụng lắm, tại vì lúc đó mình mua là mình mua T50, mình muốn mua lên là 800, nhưng mà từ khi á, mà mình mua xong là nó không còn hàng đó nữa, nên phải sử dụng cái con chip mực. Khi sử dụng cái con chip mực thì khi mà con chip mực á, là khi mà các bạn đang xài mà nó báo hết mực ra là các bạn phải dừng lại, là các bạn bấm vào chip mực rồi bắt đầu nó phải đưa vào đầu phun. Còn đối với những cái dòng mà không sử dụng con chip mực mà nó sử dụng bằng phần mềm, nên khi mà các bạn mua máy là các bạn nên hỏi là sử dụng phần mềm đưa mực vào đầu phun hay là sử dụng chip mực. Tại hiện tại bây giờ không có, hầu như là mình thấy là không nên mua những cái dòng mà nó có chip mực đó. Tại vì khi mỗi lần mà hết mực là các bạn phải sử dụng, mở đầu phun ra, đưa cái đầu phun ra, rồi các bạn mở cái nắp đầu phun lên, rồi các bạn mới bấm vào con chip mực đó, rồi sau đó các bạn mở máy lên là nó mới đưa mực vào trong đầu phun. Và khi mà nó đưa đầu phun vào thì khi các bạn in số lượng nhiều rồi nó hết đầu phun giữa chừng, nó hết mực giữa chừng thì các bạn phải tiếp tục các bạn làm thế. Còn đối với những cái dòng máy mà nó sử dụng cái phần mềm nó tự đưa mực vào đầu phun luôn là các bạn cứ in liên tiếp
in liên tiếp, nó sẽ tự đưa mực vào độ khung, giống như cái dòng máy 1430 tiêu đề đời nè. Đây là cái dòng máy A3 mà thấy rất là hiệu quả. Và là đầu tiên, nếu mà các bạn là người đầu tiên mà các bạn đang có ý định mở tiệm photo thì mình nghĩ các bạn nên hướng về những cái dòng như thế này. Cũng có thể là dòng 1430 hoặc là các bạn có thể có tiền có bạn dòng những cái dòng cao hơn. Nhưng mà nó phải sử dụng được cái phần mềm để tự đưa máy vào độ phun, để cho khi mà trong quá trình mình in số lượng nhiều á, mình không cần phải phải đưa mực vào độ phun nữa. Đó là một trong những cái chú ý đầu tiên mà các bạn cần để mua một con máy như thế này. Tức là khi đi mua máy thì các bạn nên hỏi lên nhà cung cấp á, là mình cần mua cái dòng máy mà không sử dụng con chip mực mà sử dụng cái phần mềm để đưa tự trực tiếp đưa vào độ phun này thôi luôn. Đó. Thì khi mà nó in á thì nó rất là thuận lợi, mình không cần phải phải li mực lại đưa mực vào độ phun. Còn đối với trong quá trình sử dụng máy in phun thì lâu lâu thì nó bị tắc mực. Lâu lâu đó, khi in nhiều sẽ nó bị tắc mực, do đó là các bạn phải biết bảo dưỡng đầu phun. Thì khi bảo dưỡng đầu phun á, có một bạn hỏi mình như thế này, tại vì các bạn có chat trên Zalo đó là cái máy của bạn bị tắc cái đầu phun, và có một cái thợ là họ chỉ là sử dụng cái cồn để mà thông tắc có được hay không. Thì hồi xưa giờ mình không có nghe, kể cả cũng chưa có nghe cái thợ nào mà chỉ về cái phải sử dụng cồn để mà thông tắc cái đầu phun. Thì mình nghĩ các bạn là nên đừng có phải tìm hiểu thông tin chính xác, cho nhiều lúc đừng có làm lấy những cái nước tầm bậy phong ngâm rồi nó bị hư đầu phun. Tại vì thông thường các bạn biết ở đây là mỗi mỗi nơi mỗi loại mực, ví dụ như mực nước nó vẫn có cái loại ngâm ngâm đầu phun và cái mực nước và cái mực pigment á. Còn đối với cái mực pigment thì nó vẫn có một loại hóa chất, tại mực pigment là cái mực cái đông đông nó cái dạng nó đặc hơn thì nó phải có cái hóa chất đặc biệt hơn ha. Thì mỗi loại nó đều có những cái dạng để nó ngâm ngâm rửa đầu phun, xúc rửa đầu phun. Cái này là ngâm thôi chứ không phải xúc rửa đầu phun, tức là khi mình đẩy kết mực ra xong mình bơm cái giọt cái này nè, rồi mình bơm vào ở trong cái kết mực á, và chúng ta sẽ đẩy đầu phun qua, chúng ta ngâm qua đêm thì nó sẽ tự động nó sẽ tan những cái mực mà nó đóng ở trên cái chỗ cái đầu phun á, nó sẽ làm tan đi. Thì đó là cái sự mình sử dụng nên cái này là. Còn nếu các bạn không có thì các bạn hỏi ngay chỗ nhà cung cấp á, nhà bán máy cho các bạn hỏi, chứ các bạn đừng có lấy từ cái nghe thợ mà chỉ tào lao hết. Tại vì mình hồi xưa thì mình cũng không có nghe được cái thợ nào mà lại chỉ lấy cồn để mà ngâm đầu phun đó ha. Do đó các bạn chú ý, tại vì khi một cái con máy á, là cái quan trọng nhất là cái đầu phun. Cái đầu phun giống như là 50% của cái máy rồi, hư đầu phun chứ là dục. Và khi sử dụng máy á, thì nếu mà các bạn trong quá trình in thì các bạn quan sát cái bản in, nếu mà bản in bị xước, nếu bạn in bị xước hoặc là cái màu của nó không có đúng với cái màu trong cái máy thì các bạn hãy dừng lại, các bạn test in test thử là coi thử cái mực nó có đều hay không. Đôi khi nhiều lúc trong quá trình chạy có thể là ví dụ như một trong sáu màu nó vẫn còn mực nhưng mà nó chỉ có 50% thôi, tức là nó tắt hết 50%, còn 50% thì nó vẫn ra nhưng mà cái mực những cái màu đó nó sẽ bị xước. Do đó là khi mà các bạn in thì các bạn nên theo dõi cái bản in đó. Theo dõi các bạn in là ví dụ trong quá trình cái bản đầu tiên với các bạn đang in nè, là coi thử nó có bị xước không. Đôi khi nó có một cái mực mà nó không đều, ví dụ như đang in thì cái mực màu vàng nó không đều, nó bị tắt hết 50% đi, thì nó vẫn có một chút màu vàng. Tuy nhiên khi các bạn chú ý kỹ một chút là sẽ thấy được cái vết xước ở trên cái bản in đó. Tại cái mực nó không có đủ, do đó là nó sẽ có cái vết xước. Do đó là khi các bạn trong quá trình các bạn đối với cái máy in phun thì các bạn trong quá trình in đó, thì các bạn cần phải theo dõi làm gì làm, và còn phải theo dõi cái bản in ha, để trong trong để đề phòng tắt cái đầu phun. Còn khi mà các bạn ngâm đầu phun thì các bạn ngâm đầu phun thì cái mực này, này cái bộ mực này nè, thì các bạn phải để cái bình mực thải là các bạn phải để ngang với cái mực như thế này, đây à. Phải để ngang như thế này à. Tại vì trong quá trình có đợt rồi lâu lắm rồi, cứ như là đây là cũng là một cái kinh nghiệm. Khi các bạn biết là khi mà mình là về lúc nào mình cũng nghĩ là ở cái bình mực thải nó phải để thấp hơn cái bình mực, khi mà mình ngâm cái đầu phun á, cái sáng ra cái là toàn bộ là sáu cái bộ mực này là nó hút sạch xuống dưới luôn cái bình mực thải luôn. Tức là trong quá trình mình ngâm á, rồi cho cái áp lực nó thông cái đầu phun,
rồi nó giống như là giữa một cái ống mà nó có nước kìa. Khi mà kính vậy nè, khi mà nó xả được cái là nó hút thẳng xuống luôn. Do đó là khi mà các bạn ngâm đầu phun, các bạn chú ý là các bạn nên để cái bật chỗ này, cái bình bật thải là ngay với cái bình bật bật in của mình, để trong quá trình ngâm nó sẽ không bị rút cái bật in của mình qua bình bật thải. Và khi mà đối với khi một cái tiệm của bạn mà đã với số lượng in nhiều rồi ha, thì mình nghĩ các bạn nên hướng tới những cái dòng máy in nhanh như in laser đó, như giống như là 830 DN hoặc là những cái dòng khác mà các bạn cảm thấy yêu thích. Thì ở trên thị trường có rất là nhiều dòng, nhưng mà mình ở đây mình cũng mới lần đầu tiên mình sử dụng cái con 830N in bằng bật laser. Tuy nhiên bật thì nó cũng có thách giá thành nó hơi cao một chút, và mình cũng không có thể nào mà tính được là cái giá trị chính xác của một cái bật in cho một tờ giấy là bao nhiêu. Nhưng mà mình chỉ ước lượng khoảng là cho một mặt khoảng 1.000 đồng. Tuy nhiên là mình đã sử dụng, nếu mà các bạn đã sử dụng những cái dòng đó để in cho những cái dòng cái giá trị nó cao hơn, ví dụ như in menu với đồ thì cái giá trị nó cao hơn, thì các bạn sẽ có những cái thu nhập nó ổn định và nó sẽ kiếm ra lợi nhuận, và đặc biệt là nó xử lý công việc cho các bạn rất là nhanh. Thì hôm nay mình cũng làm cái video chỉ nói về một số cái về cái máy in phun, và hy vọng một chút cái kinh nghiệm của mình có thể là sẽ giúp cho các bạn, đặc biệt những cái bạn mới có thể hình dung được và lựa chọn cho mình khi các bạn mở tiệm photo. Hy vọng là nếu các bạn cảm thấy video mình có hữu ích thì các bạn hãy like để mọi người để ủng hộ tinh thần cho ba đô, và hãy like, hãy share để mọi người để cho các bạn mới đang có nhu cầu tìm hiểu thì có thể có thêm một chút thêm kiến thức về máy để các bạn có thể lựa chọn tốt hơn khi mà mở một cái tiệm. Còn các bạn nào mà mới ghé qua kênh Pado Optical lần đầu tiên thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký và hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình đăng những cái video chia sẻ của mình lên thì bạn là người đầu tiên nhận được. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Bye bye các bạn.